Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá của Xiaomi tại Thế Động trong ngày cuối tuần này tại Thế Động bạn nha. Xem cuối tuần Xiaomi tại Thế Động đang có chương trình khuyến mãi hay giảm giá gì đặc biệt không bạn. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái con Xiaomi Redmi 12C. 12C này hiện tại nó sẽ có hai phiên bản RAM 4 bộ nhớ trong 64GB, có giá là 3.390.000 và hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 600, và còn tổng bạn mua tầm khoảng là 2.790.000 cho 12C phiên bản RAM 4 bộ nhớ trong 64. Redmi 12C phiên bản RAM 4 bộ nhớ 128GB có giá là 3.990.000 và giảm giá trực tiếp là 700.000 là còn 3.290.000. Thì đây là chiếc máy 12C các bạn, trong phân khúc giá rẻ của Samsung, cấu hình tương đối là cao. Con này thì màn hình là 6.71 inch với độ phân giải là HD cộng. RAM trên máy là RAM 4 bộ nhớ trong 64 và RAM 4 bộ nhớ 128. Nó sử dụng chip là Helio G85, chiếc khá ok các bạn ha. Trong phân khúc giá, camera thì chúng ta sẽ có cộng hai camera phía sau với cam chính là 50, một cam phụ Vega. Camera selfie phía trước là 5 megapixel, viên pin trên máy là viên pin 5000 và con này chỉ sạc thường là 10W thôi, không có sạc nhanh. Nói chung trong phân khúc giá tầm khoảng 2.000.000 là con này khá ok các bạn. Xiaomi Redmi Note 12 phiên bản RAM 4 bộ nhớ trong 128GB có giá là 4.990.000, hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 400.000 hoặc là được tặng một cái SIM Mobi trị giá 1.000.000, hỗ trợ gói 0% lãi suất. Con này với bạn mua giảm còn 4.590.000 cho phiên bản RAM 4 bộ nhớ 128. Note 12 phiên bản RAM 8 bộ nhớ 128GB có giá là 5.790.000 và hiện tại nó đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 500.000 là còn 5.290.000, hoặc là các bạn sẽ được tặng một cái SIM Mobi Max trị giá là 1.000.000 ha, hỗ trợ gói 0% lãi suất. Đây là chiếc Redmi Note 12. Redmi Note 12 này thì nó sẽ có màn hình là 6.67 inch với độ phân giải là Full HD cộng. Nó sử dụng con chip Mỹ Qualcomm 6858 nhân, RAM trên máy là RAM 4 bộ nhớ 128, ngoài ra RAM 8 bộ nhớ 128. Camera phía sau thì cộng 3 camera với camera chính là 50 megapixel, cam phụ là 8 và 2. Camera selfie phía trước độ phân giải là 13 megapixel, viên pin trên máy là pin 5000 và Note 12 này sẽ trang bị hỗ trợ sạc tối đa là 33W một trong một chiếc máy. Cấu hình cao, giá rẻ của Xiaomi. Rồi, một sản phẩm mới của Xiaomi đó là Redmi Note 12S có giá là 6.690.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá trực tiếp là 500.000 hoặc là được tặng một cái SIM Mobi trị giá 1.000.000, hỗ trợ gói 0% lãi suất các bạn ha. Thì Note 12S này nó sẽ có màn hình là 6.67 inch. Với tần số quét là 90Hz. Camera phía sau với camera chính là 108MP. Mà RAM trên máy là RAM 8 bộ nhớ là 256GB. Con này hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 33W. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con Xiaomi Redmi Note 12 RAW 128GB phiên bản 4G, giá là 7.190.000. Note 12 RAW 128GB. Note 12 RAW này nó sẽ được trang bị là con chip Qualcomm 732G. RAM trên máy là RAM 8 bộ nhớ 128GB. Camera chính phía sau là 108MP. Màn hình với tần số quét 120Hz và viên pin là 5020mAh và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 67W, rất là nhanh và khủng khiếp luôn. Rồi, Xiaomi Redmi Note 12 RAW phiên bản 5G có giá là 9.490.000. Hiện tại các bạn mua được giảm giá trực tiếp 500 là còn 8.490.000, hoặc là các bạn sẽ được tặng một SIM Mobi trị giá 1.000.000, hỗ trợ gói 0% lãi suất. Đây là Note 12 RAW phiên bản 5G. Note 12 RAW này phiên bản 5G sẽ có màn hình là 6.67 inch, với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Nó sử dụng con chip là Dimensity 1080. RAM trên máy là RAM 8 bộ nhớ đây là 256GB. Máy sẽ được trang bị camera phía sau lên đến là 50MP. Selfie là 16, viên pin là 5000 và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 67W. Rồi, Xiaomi 13 Lite 5G màu xanh dương có giá là 10.790.000, hiện tại đang được giảm giá trực tiếp 1.000.000 là còn 9.790.000. Thì 11 Lite 5G này sẽ có màn hình là 6.55 inch, chế độ phân giải là Full HD cộng, sử dụng chip là Qualcomm 8 Qualcomm 7 các bạn, 7 Gen 1. Camera chính phía sau là 50MP, phụ là 8 và 2. Selfie phía trước là selfie kép các bạn, với độ phân giải là 32 và một camera phụ là 8. Viên pin trên 13 Lite này sạc viên pin là 4500mAh và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 67W. Tiếp theo là con Xiaomi
theo đây chúng ta sẽ có con Xiaomi Redmi A1, một con chiếc con máy trong phân khúc giá rất là rẻ của Xiaomi, có giá là 2.190.000 và hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 200.000, là còn 1.990.000 cho Mi A1. Mi A1 này thì sẽ có RAM có 2 thôi, bộ nhớ 32GB, hai camera phía sau với cam chính là 8, một cam phụ gây ga, selfie 5, phim 5.000 và con này hỗ trợ sạc được 10W. Một phiên bản nâng cấp hơn của Redmi A1 đó là Redmi A2 LED, sẽ có giá là 2.790.000 và đang có chương trình giảm giá trực tiếp 300.000, là còn 2.490.000. Rồi, thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của Xiaomi tại Thế Động trong những ngày cuối tuần này các bạn ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye.